Đó nó ăn rồi kìa. Nó ghẻ ghẻ mồi quá trời luôn. Con câu có đó, ai thế nào hồi cũng dính à. Thấy nó ghẻ mồi. Cô Bim dính chưa? Mà có Bim chắc dính rồi. Vậy hả? Cô Bim sắp dính rồi phải không? Cá bự theo dự đoán của Vin là dính cá gì? Dính con cá bự. Đây cái nơi luôn. Anh dùng hết mọi câu. Theo dự đoán của cha là chút xíu cha sẽ dính con cá bự. Cá bự hơn Vin luôn. Vin con cá bự có quay bự hơn cha kiểm luôn đó. Bự hơn cha kiểm luôn hả? Không? Nó ghẻ quá trời luôn á. Con cá sặc á, cá sặc bự á, sặc vàng. Còn tông ghẻ mình có hồi dính chứ sặc ghẻ không dính luôn. Lâu lâu vẫn còn có thể cái dính cái lòng tông chứ không đó giờ cho chưa dính dính cả. Nó ghẻ quá trời ghẻ luôn. Bên dính con cá bự chưa Bên? Cá bự bằng kino cỡ bao lớn? Cá bự bằng cha kiểm không? Còn con cá 4 mấy ký nè coi. Ừ. Ghẻ mồi không người ta chưa ăn gì. Ở sau lưng nhà bà Thắm á. Đến đâu? Vậy sau lưng nhà bà Thắm. Chị Thắm à. Ủa mà quay nó biết mấy chuyện được không? Được được. Ghẻ quá trời ghẻ luôn rồi. Chuẩn bị dính nha. Sau lưng nhà bà Thắm có chỗ câu cá. Còn bên đám sen bên kia mà mùa này sen nó không đi mà. Vin ơi, cá bự quá Vin ơi. Vin dính chưa? Dính rồi. Cười. Cá bự gì hả? Cá bự không? Vin nhìn nè Vin. Bự không? Bự như con mắt gì đó. Bự như con gì? Dính con cá mập vào bên đây, bự quá bự bên đây. Mồi lại là quầy để tăng mượn anh ơi. Dạ, cho mượn cần câu không à, câu miễn phí á. Cá dính cá bự nè mọi người. To quá to luôn, ai cũng phái chứ. Hấp dẫn nó cừ quá. Trời ơi, chảy máu luôn rồi. Tét mép luôn rồi. Nuốt luôn nửa câu luôn rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình câu nữa nha mọi người. Để coi nó dính con cái gì nữa nha. Bắt đầu câu nha. Quá trời mắc cừ rồi. Bữa đó. Bữa đó ông kia ông câu dính cái chơi quá trời luôn. Ông dính một phao luôn đó, ông cho hai con đem về đâu 2 ký. Câu dính nhà hàng á, chỗ đó cá nhiều hơn đây. Nó ghẻ hết sức ghẻ luôn ha. Nó ghẻ mình nhìn thấy luôn á.
mình mẩy đất không đi. Dễ quá trời dễ luôn. Tặng lên đi tập thật. Đó con mẹ gì đó, cái nó bị sao nó ôm một bao với nó không có liên hệ với anh đâu. Nó con cá kéo rồi nè, lúc phao rồi. Đâu rồi, lúc phao rồi. Dính. Dính rồi Huy ơi. Dính rồi các bạn nè, Dính rồi. Dính gốc sen rồi. Dính con nữa đủ ăn hả Huy? Bự không? Cái bự không bên, nhìn coi. Bên con nãy giờ dính con nào chưa? Thôi Vin dở bên còn không dính gì trơn. Con cá của Vin đâu? Để đây coi coi bạn cá của Gia Kiểm không. Mình đã câu dính thêm con nữa này nha cả nhà. Con cá này nó to hơn cá nãy nữa. Quá to luôn. Rồi cái dáng sao mình làm cá nhỏ. Dáng sao mình làm dáng sao mình sẽ câu dính thêm một con cá bự nữa. Dáng sao làm con cá nhỏ nhỏ cho nó hợp lý. Để vô bọc. Giờ đó là con dính. Cái này sao mà gỡ. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Ngốc mồi tiếp tục câu nữa nha mọi người. Đó câu dính thêm con nữa nghỉ. Không biết có dính không. Vin dính chưa? Ghĩa nữa, ghĩa mồi, ghĩa dữ. Nó giật cái phao thấy không? Nó. Thôi rồi, kỹ năng. Giật cái phao. Cả một trời kỹ năng. Con xin rút luôn cả một chiếc. Giật cái phao nè. Dính này. Có đang gịch phào. Thẳng lên. Nó thẳng này. Bị rồi. Dính. Dính cá rồi. Cá con. Hai con nãy. Nó. Cá này nhỏ hơn hai con nãy. Nãy giờ mình đã câu được 3 con cá này mọi người. Đây. Bây giờ mình gỡ cá nha. Chụp đi trời ơi. Gỡ cá để cho mình nha. Rồi tiếp tục mình sẽ móc mồi mình câu tiếp nha mọi người. Còn nguyên mồi luôn. Ghĩa lắm. Nó ghĩa quá trời ghĩa luôn. Giờ quá lâu rồi mà không dính con nào nữa cho nên chắc nghỉ quá mọi người. Nghỉ đây. Nghỉ đói bụng chưa, ăn cơm nha. Đói bụng. Rồi thôi mình nghỉ đi mọi người, gác đói kiếm rồi. Đi. Con đói bụng luôn. Bây giờ câu tích cực luôn, dính được 3 con cá nè.
đàn cá này to ghê. Ê, ê, ê. Trời ơi, chút nữa còn hai con. Không. Đây. Cả nhà thân mến thì tạm thời mình xin kết thúc video ở đây nghe cả nhà. Cả nhà hãy like và đừng quên đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Đây, đem cá vàng.